ai đó hỏi mình học luật phải không là mình bắt đầu cảm thấy e ngại rồi đó, bởi vì có thể họ nghĩ mình biết tất cả mọi thứ và họ hỏi một câu hỏi là khi đó mình nói là em không có nghiên cứu vấn đề này cho nên em cũng chưa thể trả lời. Xin chào mọi người, thì lâu rồi mình lại quay video. Thì đầu tháng 1 mình có làm một cái video chia sẻ về kết quả, về doanh thu của các video trước. Rồi sau đó là mình có định làm các video, nhưng mà công việc cá nhân của mình nhiều. Rồi sau đó là mình có mấy tuần mà bị cảm á. Rồi cái giọng của mình cứ khàn khàn, rồi chảy nước mũi, khó nói chuyện lắm, cho nên mình không có quay video được. Đó là lý do tại sao là mấy tuần rồi mà mình không có post cái video nào mới cả. Thì hôm nay là mình đang ở trên Sapa, thực hiện ước mơ hồi nhỏ là được đi Sapa một lần, hy vọng được thấy tuyết, nhưng mà cuối cùng là mình đi hết ngày rồi. Nhưng mà cái đợt này thì không có đủ lạnh để mà có tuyết, do đó là mình chỉ vòng vòng thôi, rồi ngắm cảnh, rồi húp trọn cái lạnh ở trên đây luôn các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đi về nè, nhưng mà đi ngang cái cầu này đẹp quá, rồi mình nghĩ là còn thời gian nên mình sẽ chia sẻ về một số nội dung mà mọi người thường hay lầm tưởng về nghề luật sư. Cái lầm tưởng và cái hiểu lầm đầu tiên mà mình thấy mọi người hay nghĩ đó là học luật ra thì chỉ có làm luật sư thôi. Như trong video lần trước của mình đã có chia sẻ với các bạn về học luật ra làm nghề gì, thì học luật ra rất có nhiều cơ hội việc làm các bạn. Các bạn có thể là vào tòa án để làm. Khi mới vào tòa án thì các bạn sẽ làm thư ký tòa án nè. Rồi là một thời gian xong cơ quan cử cho các bạn đi học, thì các bạn sẽ đi học nghiệp vụ xét xử, và đủ năm rồi đủ kinh nghiệm và đủ phẩm chất đạo đức chính trị gì đó, các bạn sẽ được bổ nhiệm làm thẩm phán. Đối với những bạn nào không thích làm bên tòa án thì các bạn có thể xin vào làm ở trong viện kiểm sát. Các bạn không nên lầm tưởng là đi học luật ra thì chỉ có làm luật sư. Có rất là nhiều cơ hội cho những cái người học luật ra, là làm nhà nước cho đến làm tư nhân, từ làm luật sư cho đến thẩm phán, kiểm sát viên, công chứng viên, thừa phát lại, chấp hành viên, cho đến là làm luật sư rồi làm pháp chế doanh nghiệp. Sai lầm thứ hai mà mọi người thường nghĩ về nghề luật sư đó là làm luật sư thì chỉ có cãi thôi, nhưng mà thực sự không phải vậy các bạn. Nghề luật sư nó có nhiều cái loại lắm. Thường thì người ta sẽ phân nghề luật sư thành hai nhóm chính. Thứ nhất là nhóm mà luật sư chuyên về tố tụng, có nghĩa là các luật sư này là chuyên đi ra tòa để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình, hoặc là bào chữa cho những cái người phạm tội trong những cái vụ án hình sự. Còn đối với nhóm số 2, đó là nhóm luật sư tư vấn. Thì luật sư tư vấn là họ sẽ không có ra tòa đó các bạn, không có đòi hỏi là họ phải có khả năng hùng biện rất là ghê gớm để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình, hoặc là để bào chữa cho những cái người phạm tội hình sự. Thì luật sư tư vấn họ chỉ cần cái việc là họ nghiên cứu hồ sơ nè, nghiên cứu các quy định của pháp luật, yêu cầu của khách hàng, để họ đưa ra một cái lời tư vấn, một những cái hướng dẫn, những cái thủ tục nào mà cái khách hàng của mình cần thực hiện để làm một cái vấn đề liên quan đến nội dung pháp lý cụ thể nào đó. Ví dụ như là một luật sư tư vấn trong một cái công ty luật, và họ tư vấn cho một cái khách hàng nước ngoài, một cái tổ chức nước ngoài, là cái tổ chức đó muốn thành lập một cái cơ sở kinh doanh ở Việt Nam, thì họ phải thực hiện những cái thủ tục đầu tư như thế nào. Thì cái luật sư tư vấn là cái người sẽ nghiên cứu, am hiểu về những cái pháp luật liên quan đến pháp luật đầu tư, để tư vấn cho cái khách hàng của mình. Giữa luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng các bạn, thì cái đòi hỏi về hiểu biết pháp luật nó rất là khác nhau. Luật sư tranh tụng thường thì đòi hỏi phải là nắm rất là chắc về pháp luật tố tụng. Ví dụ như là khởi kiện hay làm gì, trong quá trình tố tụng tòa án làm ABCD như vậy có đúng hay không. Còn ví dụ như trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm những cái động thái như thế này, ra cái quyết định như thế đó, thì có đúng pháp luật hay không. Nói như vậy không nghĩa là luật sư tranh tụng thì họ không có chuyên sâu đâu các bạn. Bởi vì để giải quyết một cái vụ án mà để giải quyết trọn vẹn nè, đầy đủ các tình tiết, thì không chỉ liên quan đến luật tố tụng, luật nội dung cơ bản như luật dân sự, luật đất đai, rồi luật hình sự các kiểu, mà đôi khi cũng phải tìm hiểu các luật liên quan để có thể là giải quyết được cái một cái vụ án rất là trọn vẹn và đảm bảo quyền lợi của khách hàng của mình. Hồi nãy mình có nói về phân mảng ra luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng, thì trên thực tế nó cũng không phải là sự phân biệt chuẩn xác 100% đâu các bạn.
có thể là có những người họ sẽ hoạt động đồng thời cả luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng. Đặc biệt là đối với những cái cá nhân luật sư mà thường là họ tự mở văn phòng luật sư, họ tự điều hành và tự hoạt động thì thường khách hàng tìm đến họ nhu cầu tư vấn thì họ đều tư vấn, để có thể tư vấn, hoặc là nhu cầu bảo vệ quyền lợi hoặc là bào chữa thì họ vẫn có thể thực hiện được. Nhiều người nghĩ học luật ra là luật sư sẽ biết tất cả mọi thứ các bạn. Người học luật ra sẽ biết tất cả các luật, không phải vậy. Ở trong trường đại học luật họ chỉ dạy cho mình những kiến thức cơ bản để các bạn có hiểu được là pháp luật và nhà nước hình thành như thế nào. Và sau đó trường dạy cho chúng ta những cái môn học cơ bản, những cái môn học hết sức nền tảng để từ đó các bạn có thể là sau này làm cái nền để có thể nghiên cứu sâu hơn. Chứ không phải các bạn học ở trường đại học luật là các bạn học tất cả các luật đâu. Khi nói đến luật nào các bạn cũng biết, luật nào các bạn cũng có thể trả lời vanh vách là không phải. Nếu như mà có một luật sư nào đó tự vỗ ngực và tự giới thiệu mình là ta đây biết hết, ta có thể biết hết tất cả các luật, ý kiến nào mà khách hàng hỏi ta đều có thể trả lời được, nhập một cái vụ án nào xảy ra thì luật sư có thể giải quyết được tất cả, đó là không phải các bạn. Hồi nãy mình có nói về luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng đó, thì ngay cả trong luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng thì họ cũng chọn cho mình những cái mảng chuyên sâu để mà họ làm thôi. Ví dụ như một người luật sư chuyên về tranh tụng thì có người họ sẽ chuyên về cái mảng về tố tụng hình sự, chuyên đi bảo vệ bào chữa trong những cái vụ án hình sự thôi. Còn đối với một số luật sư thì họ chuyên về tố tụng nhưng mà về chuyên sâu trong về lĩnh vực tranh chấp lao động, hoặc là có những người luật sư tố tụng thì họ chuyên sâu về lĩnh vực như là tố tụng hành chính hoặc là tranh chấp về đất đai, về kinh doanh thương mại gì đó. Và trong luật sư tư vấn cũng vậy, có những người họ sẽ chuyên về tư vấn lao động, cũng có những người họ sẽ chuyên tư vấn về pháp luật đầu tư, cũng có những người họ sẽ chuyên tư vấn về tài chính ngân hàng, bảo hiểm, cũng có những người họ sẽ chuyên tư vấn về thuế, rồi luật doanh nghiệp, rồi chứng khoán gì đó các bạn. Nói chung là tuy là có phân ra luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, nhưng mà ngay cả trong cái mảng luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng đó thì người ta, mỗi luật sư họ cũng sẽ chọn cho mình một cái mảng chuyên sâu để có thể phát triển nghề nghiệp của bản thân sâu hơn các bạn. Giống như mình trên kênh của mình thường mình sẽ chia sẻ nhiều nhất về các video về pháp luật lao động và thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, thì đó là những cái mảng mà cái nền tảng của mình có được trong quá trình mình làm pháp chế doanh nghiệp ngày trước. Sau này khi mình không làm pháp chế nữa thì mình đã có những cái nền tảng kiến thức, những kinh nghiệm nhất định rồi. Cho nên là mình thấy mình vững hơn, mình tự tin để chia sẻ những cái nội dung đó. Chứ không phải là bây giờ mình có thể chia sẻ cho các bạn tất cả các nội dung liên quan đến pháp luật đâu. Do đó là khi mà ai đó hỏi mình học luật phải không là mình bắt đầu cảm thấy e ngại rồi đó. Bởi vì có thể họ nghĩ mình biết tất cả mọi thứ và họ hỏi một câu hỏi là khi đó mình nói là em không có nghiên cứu vấn đề này nên em cũng chưa thể trả lời cho anh chị vấn đề đó được. Thì họ lại nghĩ là tại sao học luật rồi mà không biết gì trơn. Thì cái đó là cũng một cái hiểu lầm mà mọi người thường gán ghép cho nghề luật sư, cho những người học luật, cho những cái bạn đã tốt nghiệp trường luật ra là học luật ra rồi là luật nào cũng biết, là không phải như vậy nha các bạn. Thêm một cái hiểu lầm mà mình nghĩ hiểu lầm này cũng rất là tai hại các bạn, đó là nhiều khách hàng nghĩ là trong cái vụ việc của mình, trong cái vụ án của mình mà có luật sư tham gia thì chắc chắn sẽ thắng. Không phải vậy các bạn. Đối với một luật sư tranh tụng thì cái việc thắng thua đó không phải do luật sư quyết định các bạn. Cái việc thắng thua đó là do hội đồng xét xử quyết định. Mà hội đồng xét xử quyết định một cái vụ án, họ sẽ dựa vào hồ sơ vụ án, dựa vào những cái chứng cứ có trong vụ án, chứ không phải là có luật sư là các bạn thắng đâu. Do đó là đối với những cái vụ án nào mà thực sự các bạn là người đúng 100% và các bạn cung cấp được hồ sơ đầy đủ cho tòa án, lời khai, chứng cứ, vật chứng, rồi lời khai có những người liên quan, rồi những người làm chứng đủ các kiểu, thì các bạn có đủ cơ sở để thuyết phục được tòa án, là để thuyết phục được hội đồng xét xử là bạn đúng, bạn có cơ sở để yêu cầu cái những cái quyền lợi của mình, thì lúc đó tòa hội đồng xét xử sẽ tuyên cho bạn thắng. Còn ngay cả những đối với những người mà họ là đúng đi nhưng mà họ không cung cấp được chứng cứ, ví dụ như là trên thực tế có người cho bạn bè mình mượn tiền nhưng mà không có giấy tờ gì cho mượn tiền cả, hoặc là khi giao tiền thì không có ký biên bản gì cả. Cái đó thực tế là bạn là người có cho tiền, cho mượn tiền, nhưng mà bạn không có đủ hồ sơ, chứng cứ để chứng minh. Thì lúc đó các bạn ra tòa khởi kiện, các bạn đòi nợ, thì có thể con nợ cho, thì khi đó có thể là con nợ chối, là con nợ không có vay tiền, thì bạn không có hồ sơ để chứng minh, thì bạn sẽ không có thuyết phục được hội đồng xét xử là bạn đúng.
Do đó là ngay cả những trường hợp mà cho dù bạn đúng đi nữa mà các bạn không đủ hồ sơ chứng cứ thì có thể là các bạn sẽ không có thắng vụ kiện. Cũng trong cái ví dụ mà mình vừa nói luôn, đó là con nợ, thì họ là người sai, họ mắc nợ, họ không trả. Nhưng mà trong trường hợp là cái bên cho vay đó, họ không có chứng cứ ra tòa để chứng minh là họ đã đưa tiền, họ cho vay tiền, con nợ cứ chối là tôi không có vay tiền, cuối cùng con nợ lại thắng. Đó là một cái điểm mà các bạn phải lưu ý, là trong một vụ án hội đồng xét xử tuyên một quyết định hoặc là một cái bản án thì nó sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, về những chứng cứ có trong vụ án, chứ không phải là dựa vào lời khai của một phía các bạn đâu. Do đó là nhiều khi mình sẽ cảm thấy là ở mức tại sao mình là người chính nghĩa hoặc là mình là người đúng nhưng mà pháp luật không bảo vệ mình. Có pháp luật bảo vệ các bạn nhưng mà bảo vệ trên chứng cứ, chứ không phải là bảo vệ trên lời khai của một phía các bạn đâu. Nó phải toàn diện. Cũng có những trường hợp khách hàng nghĩ là có luật sư sẽ thắng, các bạn không có nên nghĩ như vậy. Bởi vì cái quyết định như mà nãy giờ mình đã nói thì nó sẽ phụ thuộc vào hội đồng xét xử. Có luật sư về mục đích làm gì các bạn hiểu không? Luật sư sẽ là người để bảo vệ quyền lợi cho các bạn, để đưa ra những cái chứng cứ. Bởi vì có thể là trong vị trí của các bạn sẽ không biết đưa ra những chứng cứ đó đâu. Nhưng mà trong vị trí của người làm luật, luật sư thì họ sẽ biết là đối với vụ án này thì các bạn nên cung cấp thêm những chứng cứ nào để có thể là thuyết phục được hội đồng xét xử. Và có luật sư thì họ sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho các bạn, để tránh trường hợp là hội đồng xét xử hoặc là trong những vụ án hình sự, cơ quan điều tra nè, kiểm viện kiểm sát làm sai ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, của bị can, bị cáo, thì lúc đó là có cái người khác tham gia, ví dụ trong vai trò là một người luật sư thì họ sẽ đưa ra những cái yêu cầu kiến nghị để có thể là bảo vệ được quyền lợi của khách hàng của mình. Nó ý nghĩa của cái việc có luật sư đó là luật sư bảo vệ cho các bạn, đòi hỏi cho các bạn những quyền lợi chính đáng, đáng lẽ ra mà các bạn phải được hưởng theo quy định của pháp luật, hoặc lẽ ra là những cái quyền lợi đáng lẽ các bạn được hưởng nhưng các bạn không biết cách chứng minh, thì qua đó luật sư sẽ tìm cách chứng minh được cái điều đó cho các bạn. Có thắng hay không sẽ phụ thuộc vào hồ sơ về chứng cứ có trong vụ án. Cho nên là các bạn, đây là một, cũng là một cái quan điểm, một những cái suy nghĩ sai lầm mà hết sức phổ biến mà mình thấy khách hàng hay nghĩ lắm. Mình hy vọng thông qua video này sẽ giúp được các bạn hiểu thêm một chút ít về nghề luật cũng như là nghề luật sư. Bây giờ Sapa rất đẹp mọi người ơi. Cái cầu tình yêu này nè, trời quá trời lung linh luôn. Nãy giờ mình đi qua đi lại nói chuyện như là một đứa bị khùng gì đó. Mọi người nhìn mình giống như một đứa bị điên. Nhưng mà không sao, bởi vì là mình cố gắng làm một video để chia sẻ đến các bạn. Bởi vì lâu rồi không có video, sợ mọi người mong chờ. Làm video mà có người mong chờ, có người biết là có người chờ video của mình, có người yêu thương mình. Cho dù mình bận đến cỡ nào, mình có khi là mình sức khỏe không cho phép, nhưng mà vẫn cố gắng nghĩ làm sao để sắp xếp làm video cho các bạn. Bởi vì mình cảm thấy được yêu thương á. Có thể là số người yêu thương mình chưa nhiều, nhưng mà chỉ cần có người vẫn còn yêu thương kênh của mình thì mình sẽ luôn luôn cố gắng để chia sẻ thêm những kiến thức của mình, những cái kinh nghiệm của mình, những cái trải nghiệm của mình để giúp các bạn hiểu chút ít hơn về nghề luật.